đáy sông, tác giả Lê Lự. Giọng đọc Trí Thông Minh Nhân Tạo, do công ty cổ phần Trái Thị Vàng xây dựng. Ngay sau đây, mời quý khán thính giả cùng đón nghe chương 14 của tập tiểu thuyết này. Trong hồ sơ của bản án đầu tiên hắn khai, vào một đêm mưa rào, bố hắn đuổi hắn ra khỏi nhà trong lúc cột điện và cây cối đổ ầm ầm. Thành phố mất điện, nước mưa đen như mực cầu lăng. Hắn chạy lao vào một nhà để xe, chui xuống gầm ô tô ngủ. Sáng ra mới biết là nhà để xe cứu hỏa. Từ sáng hôm ấy, hắn đi lang thang nhưng chưa dám móc túi. Hành động đầu tiên là ăn cắp cái bánh mì ở sọt của cô mậu dịch viên lúc đông khách. Sau vài hôm là đôi dép nhựa Tiền Phong màu trắng, rồi áo mưa bộ đội, rồi mũ cối, rồi ba lô con cóc. Rồi đến một ngày của tháng 7 năm 1972 và lúc giữa trưa, trên đường Lãn Ông, hắn thấy một chị để tiền sát miệng túi xách treo ở xe đạp. Hắn móc và đem ra chỗ bán quần áo, đếm được 65 đồng. Đang mua một cái quần, cầm ở tay chưa kịp trả tiền, chị ta đã túm lấy tay hắn kêu: "Thằng ăn cắp, nó ăn cắp của tôi." Mọi người xô đến như vồ lấy hắn. Người túm tóc, người lôi tay đưa hắn vào đồn công an. Lúc tạm giam ở khu, hai đứa em hắn đến thăm hắn bảo: "Anh có giấy gọi của phòng lao động đi làm ở nhà máy cá hộp." Hắn nhìn các em chân chân, hai hàng nước mắt chảy dàn xuống má. Hắn nói: "Ngày kia anh ra tòa rồi. 7 tháng sau, hắn ra tù. Hắn được giảm 2 tháng so với bản án. Hắn gầy và xanh như tàu lá, ghẻ và hắt lào khắp người. Hắn lại có hộ tịch ở nhà nên bố hắn không đuổi được hắn." Ông lấy giấy dầu và gỗ rán vốn là cái chuồng gà quây lại trước hiên nhà, cho hắn một cái giá giường và một chiếc chiếu con. Nằm ở đấy, nó vừa tự do mà cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Ông bảo hắn thế. Ông cũng cho hắn một cái xô hỏng quai, một cái chậu đắp bong men ở miệng và đáy để ra máy nước công cộng, mà tắm rửa giặt rũ. Những cửa sổ và cửa ra vào đều khép lại, được đóng chốt cẩn thận, để khi ông đi vắng, nội bất xuất. Không được tiếp tế hoặc cho mượn những dụng cụ ngoài những cái ông đã cho. Được gần 10 ngày, chắc là không chịu nổi cảnh ở nhà mình, hắn nói với các em trong khi không nhìn thấy mặt nhau: "Anh đi nhé." "Cứ cố mà chịu được. Đời anh thế là vứt. Anh mong các em chịu khó mà học hành." "Đừng đi anh ơi. Sắp Tết rồi. Anh ở nhà với chúng em. Chúng em mua bánh chưng cho anh." Nhưng hắn đã bỏ lại cả xô chậu giường chiếu lặng lẽ ra đi, mặc cho hai đứa em khóc như gào lên, đập cửa thình thình gọi anh quay lại. Hắn lên Hà Nội tìm được bạn tù, rủ nhau lên Hà Bắc buôn củi và rượu lậu. 3 ngày đi buôn củi, vừa mệt vừa không kiếm được, hắn xoay ra buôn rượu lậu. Nhưng công an dân quân đang lùng sục bắt rượu lậu rất gay gắt. Thôi, quen tay hai thằng lại rủ nhau đi móc túi, đi trai gái và đi đánh nhau. Lại tù một án 3 năm, ở trại Văn Hòa Thường Tín, tháng 9 năm 1975, vừa tròn 2 năm rưỡi, hắn được hết hạn. Nghĩa là, được giảm án do cải tạo tốt. Hắn về chỗ em gái đang học Đại học Sư phạm năm thứ 2 ở Mai Dịch, Hà Nội. Bằng tiêu chuẩn của sinh viên, cô em gái nuôi anh cả tháng trời. Thế là, đã từng định đi làm để nuôi em ăn học, bây giờ em gái vừa ăn học, vừa nuôi anh mới ở trại tù ra. Nghĩ nhục, nhưng em gái khuyên hắn tu chí làm ăn, đi trộm cắp nhục các em lắm. Hắn bảo, đây là cơ hội duy nhất hắn có thể trở thành người lương thiện. Nếu như hắn nghe em gái, nếu hắn có nghị lực vượt lên nỗi chán ngán, những thứ đã biến hắn trở thành kẻ nghiện ngập bụi rậm háo hức đầy hứng thú. Nhưng hắn buông một câu mòn cũ rất vô trách nhiệm: ngựa quen đường cũ, biết làm thế nào. Thế là từ Hà Nội hắn lên thẳng Bắc Giang, lại móc túi ăn trộm, tranh gái. Lần này thì hắn và loại anh chị khuấy đảo cả vùng thị xã về nạn trộm cắp đĩ điếm. Công an phục kích nhiều lần hắn đều thoát, nhưng còn đi trộm cắp thì còn đi tù. Lần thứ 3 hắn bị bắt đi cải tạo lao động 3 năm. Đến tháng 3 năm 1979 hắn về. 7 năm sau 2 lần đi tù, hắn mới quay trở về Hải Phòng.
lúc đi đang là chiến tranh, khi về đã là hòa bình. Hắn về chỗ cũ, không có ai, mãi mới thấy anh Ý và vợ anh ta đi về. Vẫn coi hắn như một thằng đang ở tù, anh xưng hô với hắn như xưng hô với Phạm. Nhà của lũ con bà hai ở dưới Cát Bi, còn nhà này bây giờ là của tao. Xuống Cát Bi ở với em mày. Anh Ý đã chạm vào lãnh địa của hắn. Hắn sợ chỗ tử tế, chỗ ba láp du côn là chỗ của hắn. Sao anh ta lại dở cái giọng ấy nói với hắn? Hắn nhìn ông anh cùng bố khác mẹ từ đầu đến chân, khiến anh ta rờn rợn. Ít ra mày cũng phải đưa tao đến đấy. Nếu không gọi Xích Lô trả tiền chỉ chỗ cho nó để nó đưa tao đi. Nếu không thì sao? Tao ở đây, mở cửa ra. Anh ta vội dịu giọng. Thôi được, em ra gọi Xích Lô cho chú ấy đi. Giới thiệu với em, đây là chú núi, núi hút thuốc. Chú cứ xuống dưới ấy, lúc nào tôi xuống. Cô Biển ra trường, đợi công tác, cũng ở cả đấy. Lịch sự với nhau thì lịch sự. Hắn rút điếu ba số từ tay Ý. Ý bật lửa ga cho hắn châm. Có thể khi hắn ra ngõ, anh ta nhổ nước bọt hoặc ném theo một câu chửi tục tĩu, nhưng trước mắt, trả 3 đồng Xích Lô, còn 2 đồng tặng hắn làm kỷ niệm. Như thế là được. Hắn hí hừng, ngồi trên Xích Lô vành mặt hút thuốc lá. Đến khi về đến cầu rào, nhìn khắp lửa gian nhà trường 10 mét vuông lợp giấy dầu, nền xi măng ướt át. Một chiếc chiếu đôi vừa là chỗ đựng điếu cày ấm chén ăn uống bát đũa, vừa là chỗ ngủ của thằng Tả và thằng Sâm. Còn chiếc chiếu một là của con Biển. Bố hắn đang ngồi dàn xếp gì đấy với mấy em hắn. Hắn lừa lừa hỏi thằng Sâm. Mày lại về đây à? Em được chuyển về đội nạo vét cảng, nhưng không có việc làm chỗ ở lại cảng không? Nhà này sao lại chịu xuống đây cả thế này? Chính hôm nay chúng em mời cậu xuống để giải quyết đấy. Biển nói. Hắn hất hàm về phía bố hỏi trống không. Định giải quyết thế nào? Người cha chưa kịp nói gì, Biển đã giải thích. Anh Ý được phân nhà này từ khi chưa lấy vợ. Nửa năm nay, anh ấy xây dựng gia đình. Cậu xếp anh chị ấy ở một gian cả đây. Cậu ở một gian trên nhà cũ, còn 4 anh em xuống cả đây. Ông bố đứng dậy nói là hôm nay ông về, hôm khác sẽ giải quyết. Dường như cái giọng lạnh đến rợn tóc gáy của hắn là hắn ảnh hưởng cái gen của người cha. Hắn nói với ông. Phải hôm nay. Không có hôm khác nhé. Cậu còn bận. Bận cũng ở đây. Tôi không ở, anh định làm gì? Tôi vặn cổ ông chứ còn làm gì? Ôi bà con ơi, thằng Tù nó giết tôi. Ông hoảng hốt lao ra cửa kêu. Hắn lao theo nắm lấy tay ông lôi lại. Biển sợ anh nổi khùng liền gò tay anh ra khỏi tay cha. Bà con xung quanh đổ đến. Hầu như cái xóm nay chỉ hong hóng chờ xem có ai đánh nhau, có ai xô xát động chạm gì là xô đến xem, xô đến xì xẻo thì thầm. Chính quyền và công an cũng đến. Ông yêu cầu chính quyền phải giải quyết, không được để cho thằng vừa ở tù ra hành hung ông. Chính quyền, công an và tất cả mọi người lại bảo, việc nhà ông phải giải quyết. Không ai can thiệp và làm gì. Hôm ấy ông phải làm văn bản cam đoan có đoạn như sau. Điều 1, trả lại 1 buồng ở nhà cũ cho anh em hắn. Điều 2, nếu không làm được như thế phải mua một chỗ khác, diện tích tương đương như 1 buồng của ngôi nhà cũ. Tất cả mọi việc phải làm xong trong 1 tháng.